Chấp 20 Tập 3. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, không có gì thì cút. Đợi lúc nào hủy hôn thì liên lạc lại. Anh ghét tôi như vậy sao? Được rồi, tôi còn phải đi uống rượu với mấy em gái á. Muốn hủy hôn thì cứ nói thẳng, không có chuyện gì thì đừng có liên lạc. Tôi đã dùng thái độ này rồi, có cô không thành thật đi làm nữ chính của cô. Anh khốn nạn, tôi không hỉ hôn á. Tôi có muốn gả vào đường gia nhà anh đi. Anh cứ đợi đấy đi. Con mày nó có bị điên à? Xong đời rồi. Người phụ nữ này không phải là thật sự đang bị điên đấy chứ? Không dễ dàng gì mới cảm thấy kế hoạch sắp thành công rồi. Bây giờ tôi mục nhiệt á, lại làm cái gì đấy? Đại ca, gần đây làm gì vậy? Đúng rồi, mình còn có cửa cứu viện mà. Anh đây là kỹ phản diện, phải lợi dụng mâu thuẫn của phản diện để giải quyết khó khăn. Vờ lờ, đây không phải là thuốc độc sao? Nghe nói trong nước chỉ có 2 chiếc thôi. Phú Vĩ Đại ở đâu vậy? Đi chiếc xe thể thao ngầu như vậy. Ai, mày ơi, bao giờ tôi mới có thể đầu thai vào cái nhà giàu như vậy? Tuyệt vời, đây chính là cảm giác làm Phú Vĩ Đại. Đại ca, ở đây. Toàn Minh, đại thiếu gia Toàn gia, một trong tứ đại gia tộc ở Tô Hàn, tiểu đỡ trung thành của Đường Du, tiểu vương của Kình Lức. Anh em tốt, anh không hàng hiền với cậu nữa, cậu mau nghĩ cách cho anh đi. Làm sao để phụ nữ chết tâm với anh? Người phụ nữ nào? Tô Mục Nghiệt. Vờ lờ, đại ca, cuối cùng thì anh cũng không theo đuổi người ta nữa rồi, đơn giản thôi. Anh học tập em làm một người phóng túng là được. Đại sư nói có đạo lý lắm. Chứ còn anh làm một bãi phân chó thì không phải những người phụ nữ sẽ tự rời khỏi anh sao? Anh, bây giờ em giới thiệu cho anh một cực phẩm. Ít nhất là cùng cấp bậc với Tô Mục Nghiệt. Tốt đến vậy sao? Cùng đẳng cấp với Tô Mục Nghiệt à? Anh sẽ biết ngay thôi. Đến lúc đó, anh ôm cô ấy đi làm Tô Mục Nghiệt tức chết đi. Chào Toàn Thiếu. Cuối cùng em gái Lân Hàm cũng đến rồi. Nào giới thiệu với em, vị này là Đường Du, anh trai tốt của tôi. Đường Thiếu, anh đẹp trai thật á, tôi là Lân Hàm, rất vui khi được gặp anh. Vậy thì tôi càng vui hơn khi được gặp một đại mỹ nữ như Lan Tiểu Thư. Vợ lỡ, cùng mẹ nó, để không phải là Ngọc Diễm Hồ Ly sao? Động tác của thằng chó Diệp Thần này nhanh như vậy sao bây giờ đã sắp xếp qua đây rồi? Không đúng, mục tiêu của cô ta đáng lẽ không phải là mình, là Toàn Minh mới đúng. Chuyện gì thế này? Dừng tiếng bụng nói chuyện với mình sao? Không đúng, đây chắc chắn không phải tiếng bụng. Lân Hàm, thật phận thật sự là tinh anh toàn cao nhất của tổ chức Long Hồn sát thủ mạnh nhất. Đại ca chính là... Đại ca, thật sự rất đẹp trai. Phụ nữ nhìn thấy anh ấy, căn bản là không thở đi đường vòng được. Thế nào đại ca, người anh em này có đủ nghĩa khí không? Đủ nghĩa khí cái rắm ấy, cùng mày nó, đây là sát thủ mà. Mục tiêu của người ta là cậu, xong còn lại đẩy cho tôi. Tôi coi cậu là anh em, thằng nhóc cậu sao lại làm vậy với tôi? Quả nhiên không phải tiếng bụng, mà là mình nghe được tiếng lòng của người đàn ông này. Bình tĩnh, đầu tiên không được hành động thiếu suy nghĩ. Bình tĩnh vẫn là dùng cách cũ. Đỡ cô ta thấy ghét mình rồi rời khỏi mình là được. Lần tiểu thư xinh đẹp như vậy không biết đã có bạn trai chưa? Chưa có, Đường Thiếu, muốn giới thiệu cho tôi sao? Đỡ tôi rồi đi, không có cửa. Ngược lại tôi muốn xem rốt cuộc anh biết bao nhiêu và tổ chức. Vờ lờ, sức chiều không theo lối cũ. Nếu mục tiêu của cô ta là Trần Minh, thì không phải bây giờ cô nên nhìn cậu ta mấy cái này sao? Chẳng lẽ cô ta biết Tần Minh thích người thay thế nên mới cố ý diễn cho Tần Minh xem? Cũng được, diễn thì diễn đi, cuộc sống như một vở kịch. Tất cả đều phải dựa vào kỹ năng, diễn xuất đúng lúc lợi dụng cô để đối phó với người phụ nữ ngu ngốc Tô Mục Nghiệt kia. Lan Tiểu Thư, có sở thích gì không? Đó tôi xem tôi có thể quen người cùng chung trí hướng với cô hay không? Sở thích à? Tôi thích nhảy múa và âm nhạc, còn Đường Thiếu... Vậy thì chúng ta cũng gần giống nhau.
Tôi thích nghe nhạc và xem phim không dành cho trẻ nhỏ. Đường thiếu thật đáng ghét. Ai, đừng làm cái trò này. Anh đây đã ăn đủ đạn bọc đường rồi. Phụ nữ chỉ sẽ ảnh hưởng đến tôi hưởng thụ cuộc sống, đặc biệt là người phụ nữ của Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần này cũng thiện thật, đến cái người phụ nữ trong tổ chức của nhà mình nó cũng không tha. Cô ấy giao nhiệm vụ nguy hiểm không thể hoàn thành nổi cho bọn họ rồi, lại làm anh hùng cứu mỹ nhân, đổ đổ hết vào anh ta. Người đàn ông này sau đến chuyện này cũng chớ cũng biết. 2 năm nay mình quả thật là có 2 lần làm nhiệm vụ thất bại đều được Long Vương ra tay cứu giúp. Cậu làm gì vậy? Đại ca, tôi một nghiệp đến rồi. Đường Du, làm sao? Đến tìm tôi nói chuyện hỷ hôn sao? Nhìn thấy chưa? Ông đây ôm đại mỹ nữ như này mà cô vẫn có thể nhẫn nhịn được sao? Đừng có do dự nữa, mau phát điên đi. Hôm nay tôi cho phép cô hất tí rượu này vào mặt tôi. Đừng có bởi vì tôi là mặt bông xinh đẹp mà thương xót tôi. Hãy lấy tôn nghiêm của nữ chính ra đi. Quả nhiên là anh ta cố ý diễn vở kịch này để chọc giận mình rồi muốn ép mình từ bỏ liên hôn. Tôi cứ làm không làm theo ý muốn anh đấy. Cái gì mà hỷ hôn với không hỷ hôn chứ? Chúng ta khó khăn lắm mới có thể đến được với nhau. Anh nghĩ cái gì vậy? Tôi thấy anh uống rượu ở đây một mình nên cũng muốn uống cùng thôi. Còn mời đó, cuối cùng cũng hiểu vì sao đại ca nói Tô Mục Nghiệt bất thường rồi. Tô Mục Nghiệt cực kỳ cao ngạo lạnh lùng kia vậy mà lại có thể nhẫn nhịn việc chồng chưa cưới của mình ôm người phụ nữ khác, lại còn có thể dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy để nói câu như vậy. Sao cô lại không phát huy theo bình thường? Chị gái trên đầu đã mọc sừng rồi mà vẫn chưa nhịn được à? Nào tôi cho phép cô tát tôi một cái, sau đó hủy hôn sự này đi có được không? Cô đừng thế. Nếu không thì Lãnh Hàm phải báo cáo với Lương Vương, Lương Vương sau đây. Nói giữa chúng ta rất trong sạch. Vậy thì cô hãy đến chỗ khác uống rượu đi. Cô ở đây làm phiền tôi và Lăng tiểu thư uống rượu rồi. Nhìn thấy gì chưa? Cái gì gọi là cầm thú vô liêm sỉ, không nhịn được nữa thì mau đi đi, đừng có ép tôi phải trở nên vô sỉ hơn nữa. Giới hạn đạo đức của tôi rất linh hoạt, chuyện gì cũng có thể làm ra. Cái tên khốn này tính toán xong hết, chiếm tiện nghi của mình lại còn lợi dụng mình nữa chứ. Diễn sức tợ hại của tôi là đồ ngu sao? Anh muốn ép tôi đi không có cửa đâu. Các người có uống của các người là được rồi, tôi cũng không quản anh. Đợi anh chơi mệt rồi thì chúng ta về nhà có được không? Đây là lời mời mà sinh vật như phụ nữ có thể nói ra được sao? Thân phận là lập trường của cô đâu, cô bình tĩnh lại đi. Những lời thổi xin vào như vậy là của tôi, đừng có làm loạn thân phận nữa. Mau uống ly xong cái ly rượu này rồi làm lại chính mình đi. Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi đã hiểu rõ rồi. Bao năm nay tôi vì muốn thử lòng anh nên đã khiến anh chịu rất nhiều ấp ức rồi. Nhưng bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi muốn làm cho anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Anh muốn làm gì cũng được, tôi sẽ không trách cứ anh. Tùy cô. Vậy thì cô cứ uống từ từ đi, tôi với Lăng tiểu thư vào phòng vệ sinh một chút, đừng có làm phiền chúng tôi. Vậy, đại ca, sao hôm nay các người đều điên cuồng như vậy? Tuy biết anh ta đang diễn nhưng thái độ kháng cự này chẳng lẽ sự yêu thích 3 năm kia đều là giả sao? Chấp 22.